Con em Tuấn chào quý anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em mình một mẫu xe. Đó, một xe cao to đen hôi luôn nha. À, đúng theo ý nghĩa của nó luôn. Đó, đó là một mẫu Ford Everest. Gầm bệ thì cực kỳ cao luôn nè. Đó, mang một xe mang màu đen rất là đẹp luôn nha. Đó, màu đen kết hợp màu bạc ở dưới. Vô viền rồi. Đấy, xe thì được trang bị bể bước. Rồi cửa bagage mui nè. Đấy, một mẫu xe Everest. Con này đặc biệt là số sàn máy dầu nha quý anh chị. Đó, vẫn có là một số xe là xe máy xăng nha. Đấy, con này số sàn máy dầu, xe rất là đẹp luôn. Xe 208 Ford Everest 2008 mang biển số 337A 44789. Đó, biển số rất là dễ nhìn luôn, 789. Đó, sảnh nha. Đấy, thì xe được trang bị đuôi cá sâu nè. Đấy, xe trang bị đuôi cá sâu nè. Đó, nhìn xe thì rất là đẹp luôn. Ở sau thì nó có trang bị một cái lớp treo nhìn rất là thể thao, rất là hầm hố nè quý anh chị. Đấy, thì xe này thì bên em được chào bán với giá là 298 triệu nha, 298 triệu cho mẫu Ford Everest 2008 số sàn máy dầu. Con này trang bị 44 mâm đúc nè. Đó, 4 quẻ mâm đúc, lốp láp thì cực kỳ dày luôn nè quý anh chị. Đấy, xe này em bán ra, em bao cho anh em mình là không đâm đụng, không ngập nước nè. Máy móc thì êm nổ thì thầm nha. Đó, bây giờ em sẽ vào cái nội thất xe bên trong xem nha. Đấy, xe thì bọc được bọc bộ nội thất rất là đẹp luôn. Da này là da xịn nha anh em nha. Đấy, da xịn thì đi lâu ngày nè, nó có hơi nhăn nhăn nhúm nè. Đó, nhưng mà vệ sinh đây rất là sạch sẽ luôn quý anh chị. Đó, vô lăng rất là đẹp luôn nè. Vô lăng cổ số rất đẹp luôn. Còn DVD zin theo xe nè. Đó, xe thì được trang bị hai túi khí, một bên phụ và một bên tài. Đó, nó chế độ an toàn cho người lái nha. Đó, táp ly táp lô vô cùng đẹp luôn. Quý anh chị nào mà coi được video của em cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nha. Đấy, thì đây là keo chỉ zin nè. Đó, keo chỉ của xe nè. Đấy, con này em bán ra, em cam kết cho quý chị là xe keo chỉ zin 100% nha, không đâm đụng, không gặp nước. Anh quý anh chị coi nè, mấy cái đầu ốc nè. Đó, mấy cái đầu ốc chưa được mở luôn nè, từ nhà sản xuất ra từ 2008 tới giờ mà keo chỉ rồi vô cùng đẹp luôn nè. Đó, nội thất thì sạch sẽ. Đó, màu kem rất là đẹp luôn, kết hợp với cánh nè. À, cánh cung cánh kem, ba vùng điều hòa zin theo xe nè. Đó, vùng trước, vùng sau và một sau này nữa nha. Đó, con này mà anh em nào mua đi công trình hoặc là luôn mua đi phục vụ gia đình nó cực kỳ tốt luôn nha. Đó, gầm cao máy thoáng, kinh tế lợi dầu. Đó là dòng Ford Everest này nha. Bây giờ em sẽ xuống cái phần gầm cho anh em mình xem thử cái gầm. Cơ quan năm tháng nó cung 11 rồi nha. Đấy, gầm bệ anh em. Rất là đẹp luôn nha. Đấy, Ford Everest 2008. Con này quay phim mới rồi nha. Đó, phim mới là đèn nó sẽ khác. Ở trước nó cũng khác luôn nha, đèn vuông. Đấy, em bán cho anh em mình với giá là 298 triệu. Em còn bớt, còn thương lượng cho anh em mình nha, 298 triệu để bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị rồi nha. Anh chị nào mua xe này thì em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị nha. Đấy, đây là cái dàn lóc cửa kính bấm luôn nè, kính auto luôn nè quý anh chị. Đó, gương kính thì chỉnh điện luôn nè, rất là đẹp nha. Đấy, mấy cái đây là chỉnh điện luôn nè. À, vô lăng nè, quay 5 tháng thì nó có hơi mòn mòn nè. Đây là vô lăng zin nha quý anh chị, trang bị túi khí nè. Đó, trần sàn được lợp 5D rất là đẹp luôn. Đấy, số sàn máy dầu. Đó, quý anh chị nào mà muốn kết dòng xe này thì muốn xem xe và chạy thử thì vui lòng alo cho em Tuấn theo số điện thoại này nha, 0904804567 nha, một số xài duy nhất nha. Đấy, còn đây là cái mặt ga lăng trước của Innova, con Ford Everest nè. Đó, quay 5 tháng cái đèn zin thì nó có hơi phai mờ xuống. Anh chị em nào lấy thì em sẽ đánh đèn lại cho quý anh chị nha. Đó, Ford Everest 2008 số sàn máy dầu. Em chào bán với giá là 298 triệu nha, 298 triệu. Đấy, còn tiếp theo bên này là một mẫu xe cao to luôn, Chevrolet Captiva 2007. Em chào bán với giá là 206 triệu đồng nha. Một mẫu xe màu bạc rất là đẹp luôn nè. Con này máy xăng, đó, form dáng vô cùng cao to, vô cùng đẹp luôn nha. Đấy, được trang bị xi nhan gương. Đó, một dòng xe đến từ Mỹ, cao, to, rất là đẹp luôn nha. Cùng nhìn cụm đèn này, nhìn xe rất là hầm hố nha quý chị. Đấy, mang biển số 75 Huế nè, 08018. Đó, chính chủ, một chủ từ đầu nha. Đó, con này cũng không lỗi luôn nha quý chị. Em bán ra em có cam kết bằng văn bản cho quý chị. Quý anh chị cứ tới xem xe và chạy thử. Đó, em bao thợ thầy test luôn nha. Đó, vô lăng cổ số thì vô cùng đẹp luôn, trần nỉ nghiêng nghiêng zin theo xe nè. Đấy,
em bán cho anh em chỉ có 206 triệu thôi nha, 206 triệu nha quý anh chị. Đó, vô xe vô cùng sạch sẽ sẵn sàng cho quý anh chị luôn nha, chỉ có 206 triệu thôi nha. Anh chị em nào đã sở hữu được mẫu xe này rồi nha, đấy, Chevrolet Captiva 2007 số sàn nha. Đấy, quay bên đây còn một số mẫu xe tại cửa hàng nè. Đó, thì cửa hàng em cũng mới dọn dẹp xong, bây giờ cũng chuẩn bị đậu xe vô nha. Đấy, đây là Mazda 2S 2015, con này màu đỏ số tự động, xe rất là cộp luôn nha. Đó, xe rất là cộp luôn, thích hợp cho chị nào mua về đi chợ hoặc là chở con đi. Đó, đi trong phố đồ rất là hợp luôn, số tự động đời cao. Đó, Mazda 2S 2015 được bên em chào bán với giá là 325 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng nha. Đó, còn bớt còn thương lượng nha, mẫu xe chạy cực kỳ đầm chắc luôn nè. Đấy, xi nhan gương nè. Đó, xe màu trước rất là đẹp nha, màu đỏ, đi ngoài đường thì vô cùng cho ló luôn nha. Đấy, anh em nào thích mẫu xe nào thì cứ alo cho em Tuấn theo số điện thoại 0904804567 nha. Rồi tiếp theo đây là mẫu Ford Everest, con này cũng là một chủ từ đầu nha quý anh chị. Đó, một chủ từ đầu biển 4 số 61B1831. Đó, mang màu xám lông chuột nè. Mẫu xe con này là bản Limited nha quý anh chị. Đó, con bên kia nữa còn cái form cũ 208 là còn form cũ, còn bên này á quay 2010, nhưng mà con này bản Limited nó sẽ khác mâm, vành mâm sẽ to hơn và form dáng nó khác nè. Anh em mình dòm cái đầu nè. Đó, dòm cái đầu nó hầm hố hơn, quay đèn mắt liếc rồi nha. Đó, còn bên kia là vẫn là đèn vuông nha quý anh chị. Đấy, quý anh chị nào mà thích mẫu xe nào alo em nha ngay nha. Đó, con này đặc biệt luôn, số tự động máy dầu. Đó, số tự động máy dầu, nội thất thì được bên em may mới bọc mới rồi nha. Đấy, xe được trang bị đầu DVD cam lùi rồi, vô lăng cổ số thì vô cùng đẹp luôn nè. Đó, em bán cho anh em mình với giá là chỉ là 412 triệu nha, 412 triệu. Đó, ở trong nội thất thì nó rộng hơn tí. Máy dầu số sàn, em bán cho anh em mình với giá là 415 triệu nha. Rồi đây tiếp theo là một mẫu Innova 2016, con này chuẩn bản E nha. Đó, chuẩn bản E, xe em bán ra em bao đâm đụng bao ngập nước cho quý anh chị luôn, máy móc thì nguyên zin luôn, con này thì cực kỳ cộp luôn nha. Xe được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi nha. Đó, màn hình cam lùi có kẻ cam hành trình luôn quý anh chị. Đó, bản E 2016 em chào bán với giá là 286 triệu đồng, 386 triệu đồng nha, 386 triệu đồng, bộ ghế nỉ nguyên zin này quý anh chị, 386 triệu đồng nha. Anh em đã sở hữu được mẫu xe này rồi nha. Đó, 386 triệu. Rồi tiếp theo đây là mẫu Kia Carens số sàn máy dầu. Đó, con này là bản full nha, bản full là có cửa nóc. Đấy, một mẫu xe vô cùng tiết kiệm kinh tế luôn. Đó, đặc biệt con này hộp số 6 cấp nè, hộp số 6 cấp, số sàn, trang bị cửa nóc này, kem cặp lề nè quý anh chị. Đó, có cửa nóc kem cặp lề luôn, nội thất thì vô cùng sạch sẽ rồi. Số sàn máy dầu em chào bán với giá là 285 triệu cho quý anh chị nha. Số sàn máy dầu 285 triệu, mẫu Kia Carens mạng biển số 51G44117, biển số cũng rất là dễ nhìn luôn nha. Rồi tiếp theo đây là mẫu Ford, mẫu Mitsubishi Lancer nha, con này số tự động nha quý anh chị, mẫu 4 chỗ luôn. Đó, giá con này cực kỳ hợp lý luôn quý anh chị, 153 triệu nha, 153 triệu đồng cho mẫu xe số tự động nè. Đó, số tự động màu đen rất thích hợp nào cho các chú cao tuổi mà chạy con này thì cực kỳ ngầu luôn. Đấy, trang bị mâm đúc đuôi gió đâu này. Đó, trang bị mâm đúc đuôi gió, mang biển số 43 Đà Nẵng. Tất cả các xe biển xe thì bao rút hồ sơ cho quý anh chị nha. Anh em nào mà thích mẫu xe nào thì cứ alo ngay cho em Tuấn theo số điện thoại 0904804567 nha. Rồi tiếp theo đây là một mẫu xe cũng trung bình thôi, đó là Kia Carens số sàn 2009. Con này là bản full có cửa nóc bản 2.0 nha quý anh chị. Đó, bản 2.0, cửa nóc, gương kính thì gặp điện nè. Đấy, số sàn, số sàn bản full, cửa nóc, ghế thì được bên em bọc mới rồi, rất là đẹp luôn nha. Đó, em bán cho anh em mình với giá là 235 triệu nha, 235 triệu đồng cho mẫu Kia Carens số sàn. Anh em nào thích mẫu xe nào thì cứ alo ngay cho em Tuấn theo số điện thoại là 0904804567 nha. Rồi em chào anh em luôn nha.